Em xin kính chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bánh Bao Cuộc Sống Chiết Giang Trung Quốc. Thì hôm qua thì cắt lúa xong rồi á, thì sáng hôm nay sẽ trải ra một cái sân rộng của nhà em nè để phơi. Sáng hôm nay thì anh Linh Linh ảnh thức sớm như lắm luôn, tại vì ảnh có nhiệm vụ là phải phơi lúa cho ba mẹ chồng. Với lại mấy bữa nay á thì công ty của anh Linh Linh á không có hàng nên nghỉ khoảng 3-4 ngày nay rồi. Em á thì đi vô lấy đồ quần áo ra để phơi. Phơi xong thì sẽ quay qua phụ anh Linh Linh một chút xíu. Hồi đó tới giờ chỉ biết mua gạo ăn thôi. Từ lúc mà qua bên đây thì mới biết là một hạt gạo làm ra cho mình ăn thì có biết bao nhiêu là công đoạn. Nhất là khi mà mình tự mình trồng ra được lúa nè, rồi sau đó mình thu hoạch xong thì lại về là phơi lúa. Phơi lúa xong dự trữ thì cái lúa ba chồng em trồng một lần như vậy á thì ăn khoảng một năm đến 2 năm gì đó, bao nhiêu đây là chắc là nhiều dữ lắm luôn. Thì sau khi mà nó khô á thì mình sẽ bỏ một cái bồn to thiệt là to để chứa nó, rồi mỗi lần mà hết gạo á thì mình sẽ xúc một bao như thế là thế. Rồi mình sẽ trở lại cái chỗ mà xay gạo, mình sẽ xay. Hồi sáng em có đi chợ mua được nửa ký ốc để một xíu trưa thì sẽ xào cái món ốc xào cay. Thì bây giờ anh Linh Linh á, em phơi lúa cho ảnh thì bây giờ ảnh sẽ lại cắt cái đít của con ốc đó cả nhà. Ở bên đây người ta ăn ốc á, là người ta hay cắt cái đít của nó lắm, rồi xong rồi rửa sạch sẽ. Khi mà mình xào lên như vậy thì cái gia vị nó sẽ thấm vào con ốc, ăn rất là ngon luôn.
Con em phơi lúa xong á thì bây giờ dọn bánh bao đi ra ngoài ruộng. Đây bánh bao đây cả nhà ơi. Bánh bao ơi, con chọc mà cô chú đi. Hai mẹ con đi ra ngoài ruộng hái mấy trái mớp vô. Hôm nay nấu canh mớp. Canh mớp với nấu với tôm khô. Tới rồi nè. Ra mấy cái cọng đậu nó lớn rồi nè cả nhà. Sẵn em hái luôn. Đi ra định hái mướp. Mà bây giờ mấy cái cọng đậu này nè. Ăn được rồi nên hái về luôn để vài bữa nữa. Nó mà bự lên nữa không ăn được. Nãy lấy cái gỗ nhỏ quá, định hái mấy trái mướp thôi. Mà bây giờ cọng đậu nó dài quá. Thì cắt lúa, hôm qua đi cắt lúa, giấc chiều tới 6 giờ mấy. Mama đi vui à? Giờ đi hái đậu. Mama ra à nhà. Thank you.
ăn cái dạng củ cải trắng của ba chồng em quá trời tốt luôn rồi nè cả nhà. Đó, củ quá trời củ luôn rồi. Đây nè, quá trời củ luôn. Củ cải đỏ nó cũng lên tốt quá trời tốt luôn. Bắp thì hôm nay ba chồng em cũng đã hái một đợt rồi nè. Chắc hái hôm qua hôm kia hay sao á. Hái bán một đợt rồi. Má chồng em thì cứ chiều hái thì sáng đi bán, đi ra ngoài thành phố bán. Đây nè cả nhà. Ở đây thì ba chồng em trồng cái gì đây? Cần tây ba chồng em lên nhổ. Ủa chồng nó lên quá trời luôn rồi nè. Còn bên đây là cải thè. Mẹ chỉ không? Nè. Đây nè, cắt cái này nè, con cắt cái này nè. Cắt cái cây này nè. Cái cây này nè. Đây này để thêm mẹ cầm. Đây là cả nhà. Đây nè. Ông bà nó cắt đậu nè, ông bà cô chú. Này hư rồi. Mặn qua nè. Dưa leo nè cả nhà. Tới giờ mà còn mấy cây dưa leo nó lên, nó mọc trái sau cùng nè cả nhà. Trời ơi, bên kia quá trời đậu luôn rồi. Đậu này đem về. Muối chua quá. Nhiều chất muối chua quá. Đây nè. Mướp nè cả nhà. Quá trời mướp luôn. Bánh bảo cắt đậu dưới là nó cắt đậu luôn mà cô chú. Giỏi không mà cô chú ơi. Giờ mấy giờ? Thì cả nhà ơi, video ngày hôm nay của em đến đây là kết thúc. Em xin cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã ủng hộ mẹ con em trong thời gian qua. Chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình khi xem video của hai mẹ con nha.